theo quan niệm của người xưa, người quyền quý cao sang là người không phải đồng chân đồng tay, tức là mọi việc nặng nhọc đều sai khiến người khác làm, và lao động chân tay bị coi là công việc thấp hèn chỉ dành cho tôi tớ. Cộng với quan niệm của một số nho sĩ cho rằng thân thể mình là do tạo hóa và cha mẹ ban cho, phải giữ gìn tất thảy những gì có thể gìn giữ được. Do vậy bà nảy sinh một tục của người Việt Nam xưa là để móng tay dài không cắt ngắn. Những móng tay để dài đến mức nó cuộn tròn khiến bàn tay khó có thể cầm nắm hoặc làm việc gì nặng nhọc, nhưng đó lại là một cách thể hiện thân phận và địa vị của mình. Đương nhiên, vì không thể không tuyệt đối sử dụng đến bàn tay, nên thông thường người ta chỉ để móng tay của bàn tay trái, còn bàn tay phải thì ít nhất cũng phải dùng để cầm cây bút hay một vài sinh hoạt cá nhân. Hình ảnh quý vị đang xem là một vị quan với bộ móng tay dài của bàn tay trái. Có lẽ trong con mắt của người Âu lúc đó, một bàn tay như vậy có vẻ kỳ dị, nên nó được chụp lại đưa vào ký sự Đông Dương và bưu ảnh. Tầng lớp có thể để móng tay dài thể hiện rõ trong những bức ảnh với thân phận, địa vị, công việc như một ông quan chánh tổng, phu nhân của quan, hay những người giàu sang, những người có kiến thức, có chữ như ông lang, tức thầy thuốc, nhà nho, vân vân. Đang xem là một bàn tay của vị quan An Nam, các ngón tay được để móng dài để chứng tỏ đẳng cấp xã hội, không phải làm việc tay chân, chỉ lao động bằng trí óc, trừ ngón trỏ dùng để gãy. Đây là bàn tay của một nhà nho với móng tay để dài, biểu hiện cho vị trí cao trong xã hội, cũng là người không phải lao động bằng chân tay, rất được xã hội lúc bấy giờ coi trọng. Hình ảnh quý vị đang xem là một ông cai tổng, tức chánh tổng, có bàn tay trái để móng dài và rất được nâng niu. Ảnh được chụp năm 1920 tại Gò Công, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Với móng tay dài lằng nhằng như thế này, xỏ vào được tay áo dài chắc không phải là việc dễ dàng cho lắm. Giai đoạn này ở Nam Kỳ, tỉnh chia thành các tổng, đứng đầu là chánh tổng hay còn gọi là cai tổng. Tổng chia thành các làng, đứng đầu các làng là hội đồng hương chức, còn gọi là ban hội tề. Trong các hội đồng hương chức thì hương cả là người đứng đầu phụ trách chung các hương. Với những quan niệm mới về cái đẹp cũng như cách thể hiện địa vị, đặc biệt là những bất tiện trong sinh hoạt, cách giữ vệ sinh và lối sống hiện đại, tục để móng tay dài dần được nhìn nhận như một hủ tục và gần như mất hẳn sau một thời gian tồn tại. Sau đây là những hình ảnh khá hiếm có của Việt Nam xưa, giai đoạn từ năm 1889 đến năm 1895, được lưu giữ lại qua bộ bưu ảnh Đông Dương. Mời quý vị cùng xem.